Chào các em nha. Hello, xin chào tất cả các em nhé. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em những động từ những cái câu cơ bản nhất của tiếng Anh. Hello là xin chào. Hello nghĩa là xin chào. What? What? Nghĩa là cái gì? What? Vâng, xin mời em nên thầy hỏi một số câu. Hello. Thầy cứ hỏi tự nhiên đi ạ. Em
sẽ trả lời hết cho bạn nghe. What is it? What is it? What is it? What is it? Is it what? Is it what? What is it? Is it what? What? Không phải. Đồng chí này không phải. Tôi ở đây là cái mức mà cậu anh chọn ngoài lại cô tôi này chứ. Bố mẹ nuôi bao nhiêu năm trời giờ hỏi cái mức nó không biết là cái gì chứ. Đi về đây. Cơm cháo đổ chó ăn đó. Người ăn không ăn được không nhá. Học hành tốn bút cơm của bố mẹ. Và học hành nốt nát không biết cái dấu gì nữa. Ngoài cái bút không biết là cái gì. Học hành học thì không, suốt ngày mãi chơi thôi. Học mới trở lại sinh. Chào các em nha. Hôm nay thầy sẽ kiểm tra môn văn nhá. 15 phút các em phải làm. Đề kiểm tra như sau. Các em hãy viết một bài viết tả về hoàn cảnh gia đình ngắn gọn, phút tư. Vừa đọc lại câu hỏi là các em hãy viết một bài văn tả về hoàn cảnh gia đình. Sau 15 phút tôi sẽ kiểm tra tôi sẽ đọc lên tất cả mọi người nghe hiểu nhá. Xin mời em Trần Xuân Chính đến kiểm tra. Em không chơi nhỉ? Một người nha. Văn về hoàn cảnh gia đình em. Nhà em ở Huế. Bố em làm phong thủy. Mẹ em thì làm bên y tế. Chị gái em thì đi buôn quế. Em gái em thì đi chơi cùng anh tài xế. Nhưng mà bị ngã. Tay làm nên là đâm ra là tàn phế. Đã vừa rồi em phải bể xuống ngay ấy. Hay đấy, được không? Tóm gọn lại là gia đình hoàn cảnh em như thế. Em xin hẹn đặt bài văn nhà hẹn đấy ạ. Bài văn như là tôi chấm cho 8 điểm. Ma thái có nên kiểm tra. Em giật thì nhạc. Em chỉ biết chữ điểm, em tin là có mà thái có. Xin đọc bài văn của em như sau. Em là ma thái có. Bố em là ma thái có. Mẹ em là ma thái có. Gia đình em thịt chó. Bố em thì rất chịu khó. Mẹ em thì làm nhanh như một cơn gió. Nhưng mà tiền chả có. Gia đình em là như thế đó. Nhiều lúc ở trên tiền thì em đã tung cờ. Em buồn tương tự khóc mình. Ngồi một xó. Chẳng những gia đình em là rất chi là nghèo khó. Em muốn xin hết bài văn của em. Em mẹ chỗ đẻ. Bài văn của em này cũng khá hay nhá. Tôi chấm cho 10 hả? Nhớ đãi thầy một bữa thịt chó ngon lành nhé. Thầy cho em là tổ khô ăn. What? Nghe chưa? Thầy cho em là tổ khô. Nhớ là đãi bài thầy một bữa thịt chó. Thầy cho em là tổ khô của lớp.